Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh của Linh. Chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ. Ok, ngày hôm nay thì mình đã cùng quay trở lại với bộ đôi chú cháu nha, liên quan với Faker sử dụng cho mình đó con bài Ari của vùng đường giữa, và Gunma Yushi sẽ sử dụng Ven sẵn sàng tấn công của vùng đường dưới, để coi cái cặp chú cháu này sẽ có ván thi đấu như thế nào. Chúng ta cùng đi thôi. Rồi, bản ngọc của Faker khi mà đối đầu với lại Pai ở vùng đường giữa, chúng ta sẽ có một cái đòn phủ đầu ha. À, bên cạnh đó là cái đồng hồ nhỏ đánh đích quy. Ui, tấn công đánh mưa kiếm đến từ bài 3 hit 4 hit sát thương là nhiều ha. Faker trả ngược trở lại bằng cái quả vật cầu mã thuật. Trước đó thì Faker cũng tung cái hung gió, nhưng cảm giác như cái kháng hiệu ứng đến từ Fire nó cũng khá là chất lượng. Ây da, trời căng cứng. Ua, tốc biến outplay 2 hit trụ solo kill vô đường giữa dành cho Faker. Giỡn, ý đồ vừa rồi của bài là cũng căng đó chứ, móc xong rồi e về đồ các thứ, không có thiêu đốt thì không biết là ông có giết được hay không thôi. Ván này thì Faker với lại Gunma sẽ đối đầu với lại hai boy one jam anh em, một là Pai ở đường giữa nè, một là Kalista ở khu vực đường trên. Rồi sau tình huống chiến công đầu thì Faker dọn xong cái đợt biến này và về sai tiền. Pai thì thường là chơi sẽ theo cái kiểu là đi ram anh em, đó là lý do tại sao mà anh em sẽ thấy là cái đôi giày được mua khá là sớm dành cho sau đan kim nha. Rồi lần về nhà tiếp theo của Faker là hướng tới một cái giày khe sáng để có khả năng đẩy đường tốt hơn, và khi mà đẩy liên tiếp đẩy đường như thế này sẽ hạn chế được cái khả năng đi ram ra hai bên cánh của Pai. Sức ép sẽ là lớn, nếu mà Pai bỏ lính đi ram thì Faker sẽ có cơ hội lấy trụ. Ui, lướt e lên rồi, Salad trừng phạt vào cũng xem, mới chỉ cấp độ 5 đến từ Salad mà thôi. Và đợt lính đến từ Faker bây giờ cũng tương đối là nhiều. Khoảng trống là không đủ, Faker chưa hồi lại cái phi hồ, nhưng mà bây giờ cũng đã có rồi nha mình. Hồn gió tầm gần sát thương phi hồ, cố gắng được có thể áp sát dứt điểm vào Pai. Bắt e không trúng, đó thì cũng phi hồ lần 3 của Faker. Khazix thì đang đứng chặn ở đây, lao vào tấn công rồi. Wow, một pha điều cầu mắt tầm ăn cả cầu đi và cầu về đến từ Salad. Rồi, Pai bắt đầu đi ram rồi anh em ơi. Có giày thủy ngân sớm nè. Mục tiêu là Gunma Yushi ở khu vực đường dưới. Chúng cho mình đó thủy lô tầm nhiệt của Majusi bắt đầu tốc biến và đang cố gắng được có thể gây sát thương vào người của Nautilus. Móc tốt đến từ Nautilus. Zuri đang gây sát thương vào người của Majusi. Sát thương là đủ hay không đây? Móc một lần nữa chuẩn xác. Và đó là cú double kill dành cho Pai. Có tốc biến. Tốc biến tử thần đẩy sâu. Triple kill cho Pai. Lửa góc đâm thấu xương. Sử dụng E để có thể đào thoát. Một tình huống đi bom khá là chất lượng của Pai ha. Nhưng cơ hội đó thì Faker lấy hai lớp giáp trụ của mình giữa anh em. Những cái kèo này thì Faker chỉ đẩy đường thôi. Pai đi ram thì nó cái sự chủ động đến cho Pai. Ui da, hồn gió không trúng. Bắt buộc phải mất đi cho mình đó tốc biến khi mà Kalista cũng đang có mặt ở đây. Phi hồn của Faker chưa kịp hồi lại. Kalista vẫn rướng rướng à. Và Faker đang có ý định là kẹp Kalista. Phi hồ bây giờ đã hồi rồi. Hồi rồi, lửa hồ ly tiếp cận lần hai với tình huống phi hồ. Và đó là một pha hồn gió tầm rừng, sát thương là cực nhiều đến từ bộ ba của phía T1. Ủa lộn, bộ ba của phía Team Faker. Đảo đường rồi, Gunma Yushi bây giờ không có phép bổ trợ. Được di chuyển lên khu vực đường trên để tránh cái kèo khó dành cho ông Zack này. Zack đang bị bỏ khoảng chừng 30 chỉ số lính. Kha'Zix tiếp cận, Salad đứng ở phía sau, nhưng Rakan cũng đứng ở phía sau hất tung được hai người. Sát thương là cực nhiều. Tốc biến đến từ Kalista, tốc biến đuổi theo của Kha'Zix. Sát thương là đủ khi mà vào đủ tầm để có thể gạt quy. Gunma Yushi cũng đang có mặt ở đây. Nice, một tình huống mà Gunma Yushi có mặt kịp thời để có thể tung một cái đòn bắn dứt điểm được Salad. Tránh cái việc mà Salad đánh tay nội tại dứt điểm được Kha'Zix ha. 1-1 thì không sợ anh em ơi. 1-1 kèo này Gunma Yushi chơi thoải mái. Pai mới chính là người rút lui. Ui, nhưng mà pha này thì mất quy rồi. Né không được. Kết án vừa rồi cũng không thực sự quá đẹp. Solo kill cho Pai. Nice. Trong khi đó thì Faker vẫn đang đẩy lên cái đợt lính của mình đường giữa. Có con sứ giả. Sẽ có trụ đầu dành cho Faker ha. Ok, về nhà lần này thì Faker đang sở hữu một con Ari 6.000 mốt tiền. Trên tiền đâu đó khoảng chừng hơn 2.000 so với Pai. Hồn gió cầu đi cầu về tốt, Faker bắt buộc phải mất đi cho mình đó phi hồ.
Nhưng mà đó là tình huống đâm quy khá là chất lượng của Pai để có thể nhắm vào Faker. Chuyển dịch xuống khu vực bên dưới thì chúng ta đang thấy Gumball DC và Rakan cũng đang có mặt ở đây. Tốc biến ma thuật đến từ Nautilus. Phía bên kia là Zack di chuyển bất ngờ, móc tốt đến từ Nautilus, nhưng Zack làm tốt hơn. Bàn tay có giãn không trúng, nhưng khoảng trống dành cho Gumball DC là cực nhiều. Điểm hạ gục đầu tiên cho pha thi đấu này của Gumball DC khu vực dưới. Tiếp tục xem tình huống tấn công chăng. Zack dịch chuyển lên cánh trên của bản đồ rồi anh em ơi, để phòng vệ cái đợt lính đang đẩy vào của Kalista. Pai tiếp tục có tình huống đi vào khu vực dưới nhưng đã bị lộ diện rồi. Kha'Zix đang chờ đợi một pha phản găng. Guma thì đang nhấp nhả, có nỏ tự thủ để có thể câu kéo lao vào tấn công vào người của Pai. Quyết định là truy đuổi Pai trong pha thi đấu này, bắn rướng để có thể dứt điểm 3-2-2. Là KDA của Pai, Kha'Zix tới. Rakan có thể lên mạng điểm số, lộn quy vào dứt điểm double kill dành cho Guma. Rồi, lần này thì đã có khoảng trống dành cho Faker rồi. Anh ta sẽ hướng lên khu vực đường trên anh em. Sử dụng cái máy quét để biết chắc rằng đối phương sẽ không có tầm nhìn ở đây ha. Có phi hồ, có tốc biến nè. Kalista nằm xuống 3 lần chưa hoàn thành được cái nỏ. Bắt đầu tấn công rồi, phi hồ lần 2, phong trượng làm chậm hung gió không trúng. Phi hồ lần 3 áp sát gây sát thương. Ơ, lửa hồ ly một hit nữa anh em ơi, đủ sát thương để có thể dứt điểm Nashor. Kalista hơi yếu nên cái lượng sát thương đến từ những cái tình huống dày vò là không đủ. Chỉ là giáo vừa rồi cũng không đủ. Chuyển dịch xuống một tình huống rình bụi ở khu vực dưới của Kha'Zix. Đâm không trúng. Nhưng Kha'Zix, ôi nhảy ngắn thế, bị trúng E2. Gumball DC kết án gâm Sylas vào bức tường, bị Nautilus móc, vẫn có khoảng trống. Không có khoảng trống anh em ơi, khi đó là cú móc rất tốt dành cho Nautilus và cộng kèm thêm cả thường khống chế đến từ Pai nữa. Ai sẽ là người tăng trụ đây? Nautilus tăng trụ, ném cái thủy lô tầm nhìn, lao vào đâm đổi mạng rồi, thậm chí là hai mạng dành cho cái pha trao đổi vừa rồi. Lời rồi, lần này thì bộ đôi chú cháu nhà Tiêu Anh đã hội ngộ cùng với nhau trong một tình huống kiểm soát con sứ giả. Hoa soi sáng phát hiện ra ba thành viên của phía đội 2 đang có mặt ở đây. Hồn gió không trúng ai cả, Faker bị làm chậm. Nhưng mà con sứ giả đã thuộc về cho bên phía của team Faker. Vừa rồi thì Faker còn một lần phi hồ nữa, phi hồ áp sát hồn gió để có thể giữ chân được Nautilus. Ép được tốc biến rồi, sau khi một tình huống tiếp cận của Rakan, phía cánh bên kia thì Zack đã mất đi cho bên đó đồng hồ. Tiếp tục nhảy múa khu vực đường giữa, Zack không có dịch chuyển ha, vẫn đang có mặt ở đây. Đâm thấu xương ở cái góc cực kỳ khó chịu và trúng vào Kha'Zix. Những khoảng trống được tạo ra dành cho Gumball DC là có, anh ta đang lựa chọn cái đối tượng của mình để có thể tấn công. Thủy lô tầm nhiệt hút tung cả bộ đôi nhà chú cháu nhà Tiêu Quang. Nhưng như đã nói, khoảng trống được tạo ra dành cho Ven của Gumball DC là có. Với một cái tốc hành thì Gumball DC đang lựa chọn cái đối tượng để có thể tấn công tiếp. Hai hit vào người của Pai mà thôi. Hai điểm hạ gục vừa rồi của phía đội 1 đã bị mất đi, đó chính là Kalista và Sylas. Con sứ giả vừa rồi mới được ăn. Ui, tốc biến hồn gió cầu đi cầu về chuẩn xác. Mà đó là tình huống Faker có được điểm hạ gục đến từ Ari. Bàn tay co giãn cầu đi cầu về double kill dành cho Faker sau khi anh ta dứt điểm được Nautilus. Nice. Faker đã có được 15 sách chiêu Meza rồi anh em. Thêm vào đó con sứ giả này phút thứ 18 mà đã lấy được một cửa mega rồi. Tiếp tục là sức ép đến từ bên phía của team Faker. Nautilus móc vào người của Rakan, nhưng khoảng trống của Gumball DC kìa, dứt điểm được Nautilus và bắt đầu lao vào tấn công. Kết án được Sylas, quay ngược trở lại Faker, hồn gió tâm gần vào Kalista, băng trượng giữ chân luôn. Ôi ôi, Sylas chịu không nổi, đó một kill dành cho Faker. Gumball DC cũng có được cho mình đó một kill, quay ngược trở lại tấn công vào Pai, chiếm một kill chăng. Đó là một cái đòn đánh thường dứt điểm của Rakan. Và cũng như đây sẽ là một tình huống giao tranh cuối rồi. Hai cái double kill dành cho hai chú cháu. Nice. Ok, và đó cũng là những cái nội dung cuối cùng của cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những số video tiếp theo. Bye bye.